chơi hết tuần rồi. Kiểm tra đồ lại ổn định chứ. Gì anh em à? Hôm bữa em bữa tháng 2 rồi tôi đi ngoài xuống mấy thằng ấy. Dạ ok. Nay chưa được anh. Nên mới có bấm gác lên nè, em gác lên cột giùm cho. Đứng nhà luôn á. Ờ gác đứng hả? Tổng cộng nhiêu em? Ờ 2.9 nha anh. Cái dao em bỏ quên ở nhà mất rồi, để hồi nào em cầm nha nha. Ờ. À. Đâu, để em có thầy. Chú bà tụi tướng sao em mà quên chứ. Chú, tiền mà. Quên sẽ được. Em khách hàng đâu đó em chứa. Như em, như là tiền ho, như là này. Chú đã quên cái dao. Như là này, hả? Dao để hồi nãy em cầm xuống cho dưới giường. Hồi nãy em ngồi được không? Được. Ngồi xuống được. Diện cột cho nó ngon lành này. Quay lại. Đó. Giữa luôn. Đó. Mấy đó là về anh em thả ra luôn á. Rồi hết em muốn, tao uống chả được muốn mà. Cảm ơn ạ. Dạ. Uống chả được muốn mà giờ do trời lạnh này. Cuối năm rồi rồi đi giao máy mà ui cái máy của anh sao lạ ta gọi. Tính hộp điện nữa, nó không điện hoài ngại nhưng mà mua bán rồi nha. Đâu dám điện. Mấy sao rồi em về kiểm tra lại cái máy anh nó bị gì á? Cái máy của điện thoại của anh á nó bị sao á? Lật cho cái motor nó nè. Anh em xuống luôn. Đấy điện mình đến đâu? Điện bà Kha không em? Điện mình á, cứ xài điện gia đình. Giờ lớn chút ngàn mấy motor hai ngựa nó cái lỗi nó to đùng ấy. Điện yếu rồi bèm không an toàn cái máy. Bèm được hết chứ. Cứ cục gái vô đây cho thiệt chặt xong rồi cái anh diện cái tay vô trong cái máng bèm kia cái anh chạy. Sao đồ mày sao sáng giờ em tao điện tới rồi. Điện tử mấy ông xài sáng điện mấy cục vẫn được. Nó sáng được. Đấy, rồi, giỏi á, nó điện bấy cô vẫn được em. Còn đưa kia sim nhà nước rồi. Được. Chiều hôm bữa em gọi cái dao nó xài lâu lắm. À. Nhà, để hôm nào em đi ngang cái em gọi anh ra nghe vụ coi xem qua Dũng là nghe vụ đây không? Ờ cho nên nghe vụ cua á. Ờ nghe vụ nước mép với nhau. Thì chỗ đó nhà anh mày có lên lên đường bê tông đấy. Đường bê tông nghe cả xe này đường bê tông lên chỉ lên con 200m tới nhà liền. Dạ dạ để hôm nào em đi dạo bò em đi ngang cái em gọi cái anh chạy ra anh nói. Không bỏ cái xe không được. Dạ không bỏ cái xe đó hôm nào anh ra. Không bỏ xe nghe nói anh đưa tiền là anh xuống đưa nó không sao hết. Rồi rồi ok. Chứ cần nghe gì liền nó có tiền đó nha. Dạ. Nó đưa tiền rồi. Ngồi quỳnh đây nhìn vậy. Dạ. Mà cái dao nó không lâu lắm xài cứ sớm 7 tháng cả năm trời mới đó chứ không hư liền đâu. Mấy cái này làm động cơ lớn chạy xuống lắm loại đó anh bèm chuối bèm rêu bèm gì anh bèm thoải mái. Còn cái loại kia là cái cây chuối là do cái dao nó là thiết kế dao ngang. Nên là bèm nó kéo xưa. Kéo xưa dao. Dạ, còn cái dao đó là dao bầu. Đâu, xem công chuyện. À, cảm ơn nha. Dạ. Có gì đâu mà chúc anh Tết vui vẻ nha. Dạ. Dạ dạ. Ráng ngồi cho mất là em bắt thằng đẹp này. Dạ. Em mà luôn mà. Dạ. Dạ dạ. Rồi, tới Trà Bồng Quảng Ngãi, nhà cuối cùng. Nhà anh là nhà thứ ba rồi. Dạ, em bó ở Nghĩa Hành, ở chợ chùa ấy. Giờ em chạy qua thành phố. Em bó xong rồi tới anh là cuối cùng. Chạy ngõ về tranh thủ đi gom bò mai đi Phú Yên. Rồi, tết nhất tới nơi rồi. Đi xuống. Đi xuống. 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 Đèn bị pháp. Đi xuống xuống xuống. Bước bước. Dạ mày dí ra không nữa. Rồi dắt từng con vô anh. Rồi hôm nay mưa đem rem này. Lúc nào đã đó, mấy bữa nay nó mưa liên tục mưa. Dạ. Ôi coi dạ một. Đi. Mình dài ghê không? Chân trụ cấp mình dài. Mấy ngày này bữa bác dịnh no sạch trôn mà. Mấy ngày này đứng chuồng em ra. Vô ấy. Rồi
cái xăng đi máy phải bụng cái máy. Ôi xô. Từ từ nghe, hoài thường máy cái bồng cũng khó chờ Tết á. Chạy chạy vô luôn á, chạy đi theo chị á. Ish. Quen rồi. Ê. Rồi. Lại cái bột, bột sơ đấy. Ê, tắm ra. Bột cũng cao. Rồi đứng cái chỗ rồi, có cỏ này đứng ăn, thật cái cổng này. Còn con này. Anh mới vừa bán hai con, sao tốn hai ô đấy? Được nhiêu? Tầm mấy anh? Còn bông này khéo rồi vậy. Còn đây vừa bán uống này, hàng đây vừa ngủ tháng tháng tư bán, hàng đây tháng tư bán là đẹp. Cỡ đó là chưa đâu. Dạ, vừa hàng đây mới có lời nè. Hàng đây vừa bán là uống á. Nào, ra làm con vô nữa. hai con vét chuồng mà giờ đi con la. Bông qua Tết. Tết tới rồi bông nữa quá trời luôn. Ơi vô. Tí một hờ 7-8 ngày làm tắt niên bữa nay mới xem. Tranh thủ đi giao. Bà con cuối năm ra bò thịt rồi. Đi sớm về tranh thủ còn bếp còn dao nữa. Mưa nhiều rồi, đem rong xanh luôn mà. Ê. Ê. Lạc rồi. Hai con một nhà á. Đi bước vô quá đi quá sao vậy đi vô đi cửa thôi cô đó ghi ném cổng lại hai con một chuồng mà đứng lạ rồi là giờ đâu bố bây giờ đâu bố bún hết rồi chứ bú gì liếm gì nữa. Ờ, fan thì tiêm rồi mà tới dung sáng anh về anh tiêm nha. Dạ. Để còn tổ huyết trùng với viêm da nấm cục là tiêm rồi á. Đừng tiêm nữa ném. Hôm đó do cứ thu y địa bàn cứ tới định kỳ bê cứ 3 tháng nào xuống nó tiêm hết. Mình đi tự tiêm. Ở đây kêu nó tiêm chứ mà không tiêm đâu, kêu ít quá không tiêm. À. Ở trong này tiêm mà tiêm miễn phí mà, chỉ có lấy công tiêm có 10 mấy ngàn con, 15 ngàn. Nếu còn vaccine miễn phí. Con gì bấm vô vậy? À. Đứng xem kìa. Nói không? Không có kia vậy. Ờ, ăn đi. Bỏ đây ăn uống rồi xuống. Cái sữa đồ xem hết rồi, ăn uống xuống lắm.